anh. Sao em làm gì mà anh gọi mãi không được thế? Em đi gặp đối tác chứ đi làm gì? Công ty mình sắp chốt được hợp đồng rồi đấy anh ạ. Em đi gặp đối tác mà không nói cho anh được một tiếng à? Hai vợ chồng làm cùng công ty mà như mặt trăng mặt trời ấy. Thì công việc chứ có phải là em muốn thế đâu. À mà thôi, em không cãi nhau với anh nữa. Em bảo này, em mới tuyển được cho anh một cô trợ lý mới đấy. Ok, anh có nhờ em tuyển trợ lý cho anh đâu? Thì em thấy công việc của anh dạo này cũng bận rộn. Mà vô tình em lướt hồ sơ, em lại thấy hồ sơ của cô em này cũng được ra phết, nên em tuyển luôn. Hương ơi, qua đây chị Bảo. Dạ. Em chào tổng giám đốc ạ. Vâng, chào cô. Đây, đây là cô Hương. Cô ấy sẽ là trợ lý mới của anh. Hương ơi, chị kỳ vọng vào em lắm đấy nhá. Em dạ phải cố gắng hỗ trợ đắc lực cho tổng giám đốc đấy nhá. Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết mình vì sự phát triển của công ty. À, thôi, em phải đi gặp đối tác và ký thêm mấy cái hợp đồng nữa đây. Anh có gì thì bàn giao công việc cho Hương nhá. Thôi thế nhá, em đi đây. Ok. Anh có công việc gì? Thưa giám đốc, anh có tài liệu nào cần giao cho em không ạ? Bây giờ cô sắp xếp lại hợp đồng này giúp tôi nhá. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Mời vào. Giám đốc, em đã thống kê xong tài liệu của công ty đối tác rồi ạ. Ừ, cứ để đấy cho tôi. Ừ. Giám đốc mệt ạ? Hơi hơi thôi. Thôi, giám đốc sốt rồi. Tôi không sao, cô cứ đi ra ngoài đi. Không được đâu, giám đốc là trụ cột của công ty. Để em pha cho anh cốc trà gừng nhé. Của giám đốc đây ạ, tranh thủ còn nóng, anh uống đi ạ. Uống xong cái này sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy. Cảm ơn cô, phiền cô rồi. À, tôi không cần đâu. Giám đốc đừng ngại, em chỉ muốn chăm lo sức khỏe của anh thôi mà. Chờ cô xíu, cô nghe điện thoại của bố con ạ. Em đây ạ. Vâng, em đón bé rồi. Nhưng mà bé bảo là muốn ra công viên chơi một lát. Dạ vâng, em đang ở công viên thành phố. Dạ vâng ạ. Nào, bây giờ cô cháu mình sẽ chơi nha. Alo. Vâng. Tối nay tôi bao hết nhà hàng nhá. Đầy đủ tất cả các nhạc công. Có nến và hoa, đầy đủ hết cho tôi. Cô ấy rất thích hoa hồng. Và nhớ, nhớ ghi lên tên bánh là chúc mừng sinh nhật vợ yêu, tuổi từ 28. Nhớ nhá.
và hoàn thành trước 7 giờ tối cho tôi. Cảm ơn. Cô làm gì mà suốt ngày không nghe máy thế nhỉ? Mời vào. Giám đốc, hôm nay anh về sớm đúng không ạ? Ừ, hôm nay sinh nhật vợ tôi. À, thế cô có thấy cô ấy đi đâu không? Tôi gọi mãi không được đấy. Ơ, chủ tịch hôm nay có một cuộc họp ở Sài Gòn gấp. Anh không biết ạ? Cái gì? Họp gấp? Dạ vâng, chị ấy báo em chiều nay mà. Được rồi, tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Alo, tôi xin lỗi nhá. Tôi xin hủy lịch đặt lúc nãy. Vâng, hủy tất. Tôi thành thật xin lỗi. À, cô Hương này. Dạ. Tối nay cô rảnh không? Tôi mời cô đi uống bia. Bia ạ? Ừ? Em có tính rửa tay gắp kiếm rồi. Nhưng mà sếp nói như thế này là em thấy ngứa nghề quá. Nhưng mà em nghĩ vấn đề này ấy, sếp không bằng em đâu. Nghe có vẻ cao tay đấy. Nhưng mà này, đừng có mà coi thường người khác vội nhá. Hôm nay tôi sẽ cho cô phải hối hận đấy. Sếp nói như vậy là em thấy hồi hộp quá. Đúng thế, cô nên suy nghĩ thế thì tốt hơn. Đi. Cô đã thấy chủ tịch về văn phòng chưa? Dạ, chị vừa mới vào trong đấy đấy ạ. Dạ, cảm ơn nhá. Vâng ạ. Bơi.
Cô nghĩ cô là ai chứ? Chồng của tao và giành được tài sản, tao sẽ đá nó cũng y như một con chó và đưa người yêu tao về để thay thế. Tao nhắc cho mày biết, lúc đó khôn hồn thì cuốn xéo ngay khỏi đây, biết chưa? Vâng ạ. Vở kịch đã hạ màn rồi. Sao anh lại ở đây? Tôi đã nghe tất cả rồi. Anh nghe hết rồi sao? Đáng nhẽ ra
tôi phải nhận ra từ lâu rồi mới phải. Hơn một năm nay, tôi đã tự hỏi bản thân mình tôi đã làm gì sai để cô xa lánh tôi như thế. Thật không ngờ, cô lén lút ngoại tình sau lưng tôi à? Đã đến nước này, tôi cũng nói trắng phớ ra cho anh hiểu. Tôi đã chán anh từ lâu lắm rồi. Tất nhiên, chán rồi thì tôi phải đi tìm niềm vui ở chỗ khác chứ. Thì tại sao cô không nói luôn với tôi? Tôi sẽ buông tha cho cô ngay. Việc gì cũng phải hao tâm khổ tứ thuê cô ta để quyến rũ tôi làm gì? Ly dị anh thì đâu có khó gì. Nhưng nếu như tôi không làm như thế thì làm sao mà tôi giành được quyền nuôi con chứ? Cổ phần của công ty này cũng sắp thuộc về tôi rồi. Thật là khổ tâm cho cô quá. Chắc phải suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được kế hoàn hảo như thế này, phải không? Cảm ơn. Tôi cũng sắp trở thành bà chủ tập đoàn này rồi. Bởi vì mọi chứng cứ bất lợi với anh, tôi đều đang nắm giữ trong tay. Cô vui mừng quá sớm rồi đấy. Tình cờ, tôi đã ghi lại được cuộc trò chuyện của cô lúc nãy. Làm sao bây giờ? Anh... sao anh dám? Có gì mà không dám chứ. Cô gài bẫy tôi còn được cơ mà. Ghi lại bằng chứng xác thực như này, có gì là ghê gớm chứ. Xóa! Xóa anh anh! Nếu không thì đừng có trách tôi á. Tôi không quan tâm. Điều này cô nên trả lời trước quan tòa. Còn tôi chỉ quan tâm rằng con gái vẫn thuộc quyền tôi nuôi. Người cứ chờ xem, tất cả mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Xin lỗi giám đốc ạ, tôi sẽ đi ngay ạ. Tôi cô đơn lắm. Ở lại bên cạnh tôi và con gái tôi nhé.